Tại huyện Tân Thạnh, Thượng tọa Thích Lệ Tấn, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tân Thạnh, trụ trì chùa Giác Qua, Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, phối hợp với một số xã và công ty du lịch quốc tế Rồng Diệp, thành phố Tân An, cũng đã tổ chức vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiên tai. Chúng tôi á kết hợp với du lịch Rồng Diệp ở Long An để chuyển những phần quà ý nghĩa lên xe tải để chuẩn bị chuyển ra tỉnh Yên Bái. Thì bản thân em thì đứng về góc độ của doanh nghiệp thì em mong muốn là chia sẻ một cái phần đóng góp nhỏ để cho quý bà con, để bà con tái sản xuất lại, để mình có cái cuộc sống ổn định hơn, thêm một phần nhỏ giúp ích cho quý bà con miền Bắc ạ. Bất chấp trời mưa, các nhà hảo tâm và người dân trên địa bàn huyện Tân Thạnh, người góp công, người góp của, khuân giá, sắp xếp từng món hàng để gửi đến đồng bào đang gặp hoạn nạn. Để là có của ít lòng nhiều, để là cho bớt cái nỗi đau thương của mất mát của người miền Bắc. Để đây sau này là có những cái tấm lòng của ít lòng nhiều này để ra ngoài đang hỗ trợ cho nông dân một người một chút, chia sẻ với nhau. Nói chung là về đây giúp được người dân miền Bắc mình cũng rất là vui và hạnh phúc khi được đóng góp phần nhỏ bé công sức để hỗ trợ cho bà con miền Bắc. Trong đợt này, ban tổ chức đã tiếp nhận 650 phần quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết với tổng trị giá hơn 350 triệu đồng. Đó là tình cảm, là đạo lý tương thân tương ái mà người dân huyện Tân Thạnh gửi đến đồng bào dùng bão lũ. Mình hãy nói đó, miếng khi đói bằng một gói khi no, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Vậy đó, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là khác giống nhưng chung một vàng. Đó là một truyền thống hàng mấy ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Và chuyến xe hàng ngày hôm nay đó sẽ lên Hòa Sông, thẳng tiến về tỉnh Yên Bái. Các hoạt động thiết thực cùng những tình cảm cao đẹp mà nhân dân cả nước là nguồn động lực, giúp đồng bào dùng thiên tai bão lũ dơ bớt những đau thương, mất mát, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định đời sống.